con của em Diễm đã tới rồi ạ. Chị Diễm chỉ có mua bún cá cho bà ngoại với chú ăn ạ. Con chào đi. Dạ con chào cô ba, con mới hết dạy. Giỏi quá. Chú mới đi tiểu ngoại đó, mắc lo cho chú thì sáng giờ chú ị 3 lần rồi đó. Nãy ngoại nói chú ị 3 lần, hôm nay ị hơi nhiều. Con khoanh tay con thương ngoại mới, nội mới tới chưa ta? Con thương ngoại, con mới thương bà con mới tới. Và thương ông nội nữa. Thương đại con mới tới. Đúng rồi. Sao cầm sao? Con thánh anh che cái này cái cũng mát. Dạ, mà cầm cái bán con lên đừng kể. Cho mưa đừng giọt vô chú à. Nặng chiều ghép cái giường vô cho nó yên. Ghép cái giường cái là chú ngồi nó thoải mái, không có bị mưa tạt. Rồi mình bắt tay vô việc luôn cái Diễm. Cho nhanh nặng mà xong sớm cái chị gáp cái giường. Gáp cái giường vô cho chú. Ngoại nhớ là ngoại còn 4 cái. Rồi, ngoại không cho, ngoại soạn mới được. Có gì? Cái này hồi dục cho ngoại trời mưa ướt hết trơn rồi. À vậy là cái đống đồ này là ngoại không cho đem ra ngoài. Vậy hả? Phải dẹp có chị Diễm ở đây là dẹp cho gọn. Cho em Diễm dẹp cho gọn luôn ngoại ơi. Cho em Diễm rồi dẹp cho gọn luôn đi. Cái này ướt không có sao hết trơn á. Đó nó không phải con nói là mấy cái đồ này đó là nó không có còn xài được, nó cũ hết rồi. Lấy có lấy lại cũng đâu có xài được đâu ngoại ơi. Đồ bây giờ nó rẻ ghê hà. Đồ á nó rẻ ghê hà. Mấy đứa cháu ngoại giờ nó không có xài nữa đâu. Để chị con Dung nó lên coi coi nó đi gì nữa. Giờ hôm qua bà có lên không? Rồi. Nó chị cháu nó đau rồi nó đi về chở cháu nó về kìa. Mà không biết gì hết bớt chưa. Cho cháu Diễm dẹp đi ngoại ơi, cho xong đặng mà con về, hai chồng con về nữa. Hai chồng con về. Ở vậy cho gọn mới được. Cho cô chú anh chị thấy vậy đó. Cái con nói ngoại cái này rồi không có xài được đâu. Nó cũ hết rồi, nó lâu lắm rồi, nó mục hết rồi. Có lấy lại cũng không có xài được đâu, ngoại đừng có tiếc. Con nói thiệt, bây giờ đồ rẻ lắm, mấy đứa giờ nó không có mặc đâu. Ngoại để dành chi? Cho cháu nó dẹp cho nhanh. Bây giờ cái này con làm đi. Dạ đem ra ngoài đây nè, đem ra bụi chuối nè. Ừ không, cái này nè. Giờ cái đó là cái bao đó mà Diễm nó xách ra ngoài bỏ. Để cho đứng lên con để ấy nó cùng lum này đó. Dạ, dạ. Làm gì vậy? Để cháu chuyện. Dạ đứng nó quạt cho bà má. Đúng rồi. Có cái quạt rồi, nào quạt chi? Thôi, Diễm dẹp nhanh đi Diễm ơi để mưa rồi, tới nữa. Rồi, lạng nha. Mưa tới cái là lâu lắm. Đó. Bây giờ nè, ra đây mình vô mấy cái mùng này chết được đâu không? Vô ba cái mọc đó kìa Diễm mọc mình dẹp hết đi đặng mà mình có cái giường rồi mình không thấy nữa. Để coi để chồng con không có đụng được. Ai nói đừng có đụng. Chú về đâu rồi? Chú nè. Cái này là nước nó lên nhiều hơn ngày hôm qua rồi. Em xài khẩu trang không? Để chị lấy khẩu trang.
dẹp hết mấy cái mùng này luôn. Để cái giường, đặt cái giường vô cho chú rồi. Đặt cái giường tới đây luôn. Cho chú tới bò đổ trên giường luôn ạ. Chú di chuyển trên giường, trong nội cái giường thôi. Rồi chú ngủ nữa rồi. Ủa chú mới thức mà sao ngủ nữa rồi ta? Nó béo. Ra cho mẹ đi con. Trời ơi, tao đang gấp mà gặp mày nữa à. Gấp quá. Đã biết giờ em làm. Đã 5 giờ đấy. Cũng gì ha. Thôi còn cái mụn nó sao lấy luôn. Bịch bịch cái khẩu trang lại đi. Rồi ngoại xuống mày, ngoại sửa soạn đó. Ngoại xuống ngoại sạn đồ đó hả? Mưa tới rồi, để cho em Diễm em dẹp nhanh lên. Để mưa cái là lu bu lắm. Con đi vô trong đứng đi gái, vô trong đi. Chú ruộng. Chú ruộng đồ quá trời ơi, mùng mền. Thôi cái gì nó dồn hết vô đi con. Này cái lấy cái bọc nè. Cái bọc đó không có họ đựng cái khác không. Bọc nó dư rồi anh ơi, thấy đựng đủ rồi. Làm luôn rồi chứ không có rảnh lại chứ. Để em ra ca ba giờ em đi lại. Để làm gì cho nó. Bởi chú mà có tắm được mình bắt nước rồi chú tắm rồi. Chuột hả? Bởi vì ngoại chứa đồ đó là chuột nhiều lắm. Mua cái giường này là mét 6 hay mét mấy? Dạ mét 4. Con đo rồi, con đo rồi cô ơi. Dạ. Con đo rồi mới đi mua. Tính rồi. Dạ cũng mua rộng rãi cho chú bò tới bò lui trên giường như là ở dưới sàn luôn vậy đó. Chị nhóc này ngày nào cũng đi theo mẹ đi làm mà quên nữa. Diễm hôm qua dẹp bốn hộp sữa bà nội, thấy bốn hộp sữa bà nội không? Không. Mày để lại cho ngoại. Để lại đi. Để con coi coi còn không. Coi còn hạn không. Để trong góc đi hồi coi lại. Để đi lại đi mẹ. Để
bà con có nói bà con. Ông trời đang chỉ mưa luôn. Thì nãy mưa rồi, lúc mà trưa trưa 11 giờ mấy rồi đã mưa rồi. Giờ ông trời gầm nữa. Chắc là một đám mưa nữa đây. Nắng mà sao chỉ mưa. Nắng mà chỉ mưa. Đồ mới. Cái miếng nệm cũ rồi. À, cái này là cái ly. À, cái vali này chắc cũ lắm không ạ? Chọn hồi bữa nay là sạch sẽ luôn đó nha. Cái này nè. Đừng lấy vô nghe. Rồi chạy rút mày vô lại dục bổ mà chạy tụi con. Dạ. Để đó làm được cái này. Dạ. Giỏi quá. Chạy ra luôn nè mày, chạy. Dạ đó. Ô, là cái gì? Vậy? Nó tên gì? Chảy. Chảy hả? Dạ. Cái tên ngộ vậy? Người ta đẹp mà đặt tên ngộ vậy? Con tên là Cục Ếch á. Cái vali. Em chạy vô đây nè, để chỗ có đường đi. Vô đây. Mày giấy kìa, ba cái giấy mày lấy mà bỏ mình lên kìa. Đó là gì bà, xin chỗ. Thì ra là bỏ đó. Ừ. Xong một góc này, còn góc ở trong đó nữa là rồi. Cái này mình kêu cho dịch lại không phải? Được chưa? Mời gió đi mua sáng đi. Trời ơi, cũng chơi súng rồi hả? Ừ, nó làm súng đi chơi luôn. Súng luôn nè. Súng. Súng hư rồi. Dán lại hả? Dạ cốt ơi. Mà con có. Dạ cốt cho con xin gắn cái ống dây này vô cái vòi nước đó cốt, đặng xịt rửa có gì ngoại dội nước cho chú không con. Dạ. Dạ.
Vậy là tiền nước Út chịu giùm con nha. Chịu nào giờ đâu. Dạ. Đó giờ xài điện xài nước đâu có tốn tiền bạc gì đâu. Dạ. Út đi làm mới về hay Út? Ờ mới về làm chung với anh dâu ổng nè. Ờ thấy bán quá trời đất luôn á. Ờ đông lắm, thứ bảy thứ một đông lắm. Dạ. Dạ dọn xong cái con ngáy cái giường lên cho chú ngáy cao lên để tới mùa mưa rồi đó cô. Cái con sợ dạ, nó văng lên, nước nó văng lên. Không, cho chú một trước đây mình xịt nước cho nó gọn ngoài. Dạ, cho thoáng mát chú nữa. Con kéo cái đó vô trong sắp vết đi. Vô đây nè. Cưng ở đâu là? Dạ, ở Cần Thơ. Cái này còn ăn được không ạ? Cái miếng ớt này nó hơi gọn. Không, để cái bô ỉa được luôn. Dạ có, con mướn cái chú kêu phép cái bô. Dạ, để vô cho chú. Để cho nghiệp bà già quá trời. Dạ, thì nó ăn cực quá cực. Để làm cái cho nghiệp quá trời. Làm ông này ông cũng không biết vương đã. Sao vậy? Đặng để giường coi, anh nằm lên giường nè. Nghe không? Hoàng. Ừ. Đỡ ba ngồi dị ra dị. Ngồi dị ra. Ngồi dị vô trong đi. Vô trong. Chú nghe mà sao chú không... không chịu nói chuyện. Ăn cầu rồi là làng không đây là chấu lối đi đây bà mới cơm không đâu đã phải uống đi đi vô trong đi vô trong đi vô trong đây lại con cũng mới che cái này là đang cho để cái giường vô cái mưa đựng tạt cho chú ngồi chú chơi cũng được. Rồi mỗi lần ta cho cái miếng che kìa, ổng lấy ổng đốt đựng nó cháy cái nhà này rồi đó. Trời ơi. Chú quậy dữ gì đó hả? Ổng quậy dữ lắm. Ổng lấy tưởng nó cháy cái nhà này rồi đó. Bước vô này đi. Bước vô đi. Hồi sáng là chú mua hốt cho chú hốt rồi đó. Mà vô đó chú bị đốm cho con không mua luôn đó. Chú phải ị ngoan mới được. Con rồi à. Ừ, đi cầu về. Ừ, má ơi lấy bô cho con. Lấy bô chị tàu nhưng mà nó không chịu kêu. Không hỏi kêu không gì hết trơn. Hỏi nó hoài, để con hồng. Con hồng ngồi kìa đó. Rồi chú vô trong đây đi. Vô đây đành lắp giường nè. Đặng con gắp giường. Đi vô, bò vô. Nói chuyện được mà không có chịu mà là không có chịu ấy. Vô đây ngồi. Wow, mưa lớn. Quá mưa luôn. Quá trời gầm. Ông trời gầm quá rồi. Chú vô trong đây đi chú vô trong đây nè. Đi vô. Tránh không? Rồi
trời mưa luôn mà, trời nắng mà mưa. Dạ cái miếng cao su kịp thời luôn hả? Được không ngoại? Ngoại nói được.
pin này ngoại thay pin vô nha. Dạ, còn cái này là bên đây là ngoại muốn qua bài, ngoại đóng bên đây nè. Đó. Đổi bài á, đổi bài khác, đổi bài pin khác. Rồi tắt mở là bên đây. Nhận lên nhận xuống. Chú Hoàng dạ. Con ra ngoài ăn nó đại. Để hồi văn cái thùng lên cho chú Hoàng nữa là xong. Bữa nãy là con ra kêu cho nãy. Nó ăn rồi cái môi rồi. Dạ ông Hoàng cho nó kìa. Chúc nó đi. Chúc nó đi. Chúc nó đi. Con ra. Chú Hoàng đòi ăn cơm nữa hả? Nó bụng rồi, chú Hoàng nó bụng. Trời mưa rồi, tạm ngưng dẹp dọn rồi chú anh chị ơi, không có đi ra ngoài được. Chú Hoàng đòi ăn cơm nữa. Chắc phải nhờ Diễm bữa nào rảnh lại dọn thêm hết cưng. Dạ. Anh với chị cũng đi về dưới rồi. Dạ, lại cái rảnh không chạy lại dọn cái mà nào. Bây giờ mưa dọn cũng không được mà. Ngày mai em Diễm lại dọn một tí nữa là rồi. Chị hai chồng con muốn về luôn ngoại ơi. Dạ, chúc ngoại nhiều sức khỏe nha. Vậy là xong hả con? Dạ, xong rồi ngoại. Ghép cái giường cho chú nữa là xong rồi đó ngoại. Rồi này ngày mai cháu Diễm lại dọn cho bà ngoại nữa. Rồi đó. Tại giờ mưa này dẹp không có được nè. Ngày là ngoại cho cháu Diễm dẹp hết luôn nha. Dạ, dẹp hết luôn đi ngoại ơi. Mấy cái đồ này mình không có còn xài nữa ngoại. Thôi dẹp đi. Với lại cái đường nước con đi rồi đó, có gì nữa mà gắn cái ống làm sao à. Có thể là tắm rửa cho chú được rồi đó, chú Hoàng. Và Khánh Hoàng cũng chào chú anh chị luôn ạ. À. Hẹn gặp lại của chú anh chị trong video lần sau ạ. À. Rồi hai vợ chồng cũng về luôn ạ. À. Ngoại có cảm ơn nha ngoại. Ngoại cảm ơn mấy cháu đi. Cảm ơn mấy cháu nhiều lắm nha mấy cháu. Dạ. Rồi